bên chị tư vấn rất là rõ ràng mà em cũng tin tưởng nữa. Cho nên là em giao hết cả gương mặt của em cho bên chị Mai. Chịu khó một chút nha. Dạ. Chịu khó sao cũng được, miễn là đẹp là chịu. Cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Hồi lúc trước á, sáng mà ngủ dậy chị cảm thấy giống như là cái mắt của chị dưới đây là nó mệt mệt, nó mỏi mỏi xuống rồi cái cơ này nó nhão nhão trùng trùng vậy đó. Mà bây giờ thấy da mình căng ra mà nó bóng mà nó trắng hồng mà kiểu nó tự nhiên lắm. Chị rất là thích, rất là ưng ý, rất là hài lòng luôn. Dạ, những nếp nhăn li ti của mình hầu như là cải thiện cực kỳ tốt chị ha. Dạ đúng rồi, rất là căng bóng và mướt mịn. Độ ẩm trên da của mình cũng cải thiện tuyệt vời đúng không chị? Rồi, nghe nó cũng mịn mềm mềm. Dạ. Nói chung là thích lắm luôn á.